thông mọi điều. Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận, hòa hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cam mang các tắc băng. Kỳ ri văn ma ma ca dê na hoa cha. Ma na sa ti đa sê su ra tăng các tăng. Dê sát ta san nhi nô ạc tí dê. Chá sát ta san nhi nô ca tăng quân nhà phá lăng mây hằng. Sắp bê phá ghi phá hoàn tu tê. Dê tăng ca tăng quy đi tăng đình năng. Quân nhà phá lăng má già dê chá ta ta na cha. Nành tí đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp về lô cầm ni về sát ta trì quan ta ra lệ tu ca ma nôn nhân phổ cha nặng sắp về la phàn tu ma ma về ta xa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành giống nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cũng trời đáo lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hội hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý. Ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước bảo cũng dường. Qua thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Ý đăng nô nhà tì năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc của chúng con. Đã quá vạn rồi cầu xin cho các vị ấy hẳn có được sự yên vui. Y đằng quá ta mê buồn nhăn a sa quát kha gia quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là mỗi nhân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo nào phát sanh trong ngày hôm nay do đọc kinh lễ bảo bái và thọ trì quy giới, con kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức và quý bà quý cô tu nữ, và con cũng chia đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, và phước này cũng trợ duyên cho quý vị trong đạo tràng tu tập được tiến hóa sớm thành tựu được đạo quả y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Mai Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những em mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 15. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hề xì a ra hằng ta thà ga tô lô cô tam hồ sắp phá ga rù hi chệt tha cô lô ca sa sa thà cha na đầm ma cù quy đồ hoàn đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tôi thượng giáo chủ kỹ năng vô lượng tư đế ngài đã tin tưởng giải bốn
dâng lên pháp trần. Con xin đảnh lễ Phật ơn đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đề bồ tát ta sa sa thu nô lô ca na mình tha sa vi na ca rô cô sắp bần nhu bút thấp bát tì phù tì sanh nhá tô hoàn đà ma hành tầng na ra phù cha này giá tầng pháp bảo vi nhẫn vàng như lai xoay sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp hoa đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khổ vi số thổ su ga ta sa sa quá cổ sách khà su ca mô quá rá thầm mát sách khá cổ niền đà bát sân xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ gì cúng dường. Ratana taya te che na se kha me e tu wa thanan ta sa vi a nu pha we na sa ha sa ye na se cha tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc hành quả cao. Nam mô Bụt Tha. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Quý vị nghe âm thanh rõ ha? Có lớn có nhỏ gì không ạ? Hay là nghe vừa phải? À, bây giờ chúng ta đi vừa hả? Hiểu rồi, xa thu xa thu. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn số 15. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti. Câu đầu tiên ha. Rồi bây giờ câu số 2. Một câu thì quý vị thấy à, coi như là 11 chữ ha. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chữ. Một câu 10 chữ. Và câu số 2 này thì không phải 10 chữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Câu 10, câu 11 chữ. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Ba bát ca ri u pha gia tha sô cha ti. Ba bát ca ri u pha gia tha sô cha ti. Ba bát ca ri u pha gia tha sô cha ti. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2 ha. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti ba ba ca ri u pha ya tha sô cha ti. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti ba ba ca ri u pha ya tha sô. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti ba ri u pha ya tha sô cha ti. Thêm lần nữa ha. Y tha sô cha ti bê cha sô cha ti ba ba ca ri u pha ya tha sô cha ti. Bây giờ câu 3 câu 4. Sô sô cha ti sô quy hành nhá ti. Sô sô cha ti sô quy hành nhá ti. Sô sô cha ti sô quy hành nhá ti. À, câu cuối. Đi xoa cầm mắt kỳ lít tha mắt ta nô. Đi xoa cầm mắt kỳ lít tha mắt ta nô. Đi xoa cầm mắt kỳ lít tha mắt ta nô.
Bây giờ chúng ta ôn lại ba câu bốn. So so chát tí so quy hành nhá tí đi và cầm mát tí lít tham mát tá nô. So so chát tí so quy hành nhá tí đi và cầm mát tí lít tham mát tá nô. So so chát tí so quy hành nhá tí đi và cầm mát tí lít tham mát tá nô. Bây giờ chúng ta đọc từ trên xuống dưới. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso chati so so chati so vihanyati dissoa kam thammatano. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso chati so so chati so vihanyati dissoa kam makile thammatano. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso chati so so chati so vihanyati dissoa kam makile thammatano. À, quý vị thấy cuối câu số 2 không phải là trường âm. Chính không phải trường âm cho nên quý vị đọc mệt nghĩ. Mệt nghĩ ở đây tức là quý vị đọc tới chỗ nào cảm thấy đứt hơi, à, thấy mà thấy không chịu nổi thì quý vị dừng lại nơi trường âm ha. Đừng có dừng lại ở đoạn âm, mà quý vị có thể dừng lại ở trường âm nơi câu số 2 hoặc là chạy qua câu số 3. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso. À, upayattaso là quý vị có thể đó, hoặc là quý vị dừng ở câu số 3. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso chati so. À, quý vị có thể dừng lại nơi trong bất cứ câu 2, câu 3. Quý vị thấy mệt là quý vị cứ dừng lại, nhưng mà đừng có dừng lại cuối câu số 2, bởi vì nó là đoạn âm ha. Như vậy thì câu Phật ngôn 15 là một cái câu mà chúng ta đọc mệt nghỉ. À, trường âm là nghỉ. Và câu này cũng tương đối hơi khó đọc, trong bởi dễ. À, 10 chữ, 11 chữ. Thường thường thì chúng ta 8 chữ thôi, còn đây tới 10 chữ, tới 11 chữ. Cho nên nó hơi khó một tí. Thì đó là giọng kinh. Và qua giọng kệ thì càng khó hơn. À, qua giọng kệ càng khó hơn. Rồi bây giờ chúng tôi đọc kinh xong á. Bây giờ qua kệ. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayattaso chati so so ti so vihanyati dissokamma kilin thammatano. Itaso chati bhajjaso chati ba bhakkhari upayat tha so chati so so chati so vihanyati din so kamma kilen thamatano. I tha so chati ben ya so chati ba bhakkhari upayat tha so chati so so chati so quy hành nhà tỷ định so cam ma kỳ lên tam tần hồ nay sầu đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu người ấy sầu u não thấy nghiệp quế mình làm rồi.
sa thủ Sikim Nhung. Rồi, xin mời quý vị ha. Xin sư chí đức, các cô tươi nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ không vậy quý vị? Cảm ơn. Quá chừng nghe rõ luôn. Dạ, con xin trả bài kinh pháp cú câu số 15. Bữa nay sống thấy cô Mít Tà để tay vô, bấm vô cái xong. Thôi, trước sau cũng vậy ha. Cô đọc sau đi ha. Con xin trả ơn sư, con thấy sư cũng mệt. Trước hết con cũng cảm ơn sư đã bỏ thời gian là công sức dạy cho tụi con đọc câu này. Con thấy sư cũng sai, sư cũng càng càng không khỏe đó. Con không chọc sư nữa đâu. Sư có cho bông hoa con cũng vậy thôi. Cảm ơn sư nha. Cảm ơn sư đã post bài. Sư không cần post bài đâu. Cái phone của con chữ nhỏ lắm, con không thích đọc đâu. Nhưng cũng cảm ơn sư. Thôi con trả bài trước đi để sư nói mở hàng. Nó nhiều quá à, mắc thì giờ quá. Dạ con đọc đi. Kinh Pháp Cú số 15. Ý tha sô chát tí phát chát sô chát tí bà bác khà rì út phá giác tha sô chát tí sô sô chát tí sô quý hành nhá tí đích xòa khâm mát tí lít tha mắc ta nô. Ý tha sô chát tí phát chát sô chát tí bà bác khà rì út phá giác tha sô chát tí sô sô chát tí sô quý hành nhá tí đích xòa khâm mát tí lít tha mắc ta nô. Phân tích câu 1, câu 2. Ý thá hai đoạn âm, sô chừng âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, phách chừng âm nhắn, chá đoạn âm, sô chừng âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, câu số 2. Ba chừng âm thông thường, bá đoạn âm, kha ri hai chừng âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, dắt trường âm nhắn, thá đoạn âm, sô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ý thá sô chá tí bác chá sô chá tí bà bác hà rì út thá dắt thá sô chá tí sô chá tí sô quý hành nhá tí đích xòa khâm mát tí lít thá mắc Tano. Phân tích câu 3. Sô sô hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, quý đoạn âm, hành trường âm nhắn, nhá tí hai đoạn âm, câu cúng cụi là câu cuối cùng. Dis trường âm nhắn, xoa trường âm thông thường, khâm trường âm nhắn, má tí hai đoạn âm, lít trường âm nhắn, thá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, tá nô tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kệ và dịch bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. So so chát tí so quý hành nhát tí đít xòa khâm mát tí lít tha mắc ta nô. Ý thá so chát tí phép chát so chát tí bà bác hà rì út thá dắt thá so chát tí so so chát tí so quý hành nhát tí đít xòa khâm mát tí lít tha mắc ta nô. Chị Mít Ta đâu rồi hả? Chắc bị đường truyền nó trục chặt rồi. Cổ đi ra rồi chứ cổ lúc nào cũng đọc ngay á. Ngài biết đâu, biết chết liền đó nha. Tôi đoán vậy thôi. Dạ, đọc lại Kinh Hóc Cú nguyên bài một lần nữa. Rồi ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam của Hòa Thượng Xích Minh Châu. Ý thá sô chá tí phách chá sô chá tí bà bác hà rì út thá dắt thá sô chá tí sô chá tí sô quý hành nhá tí điếc xòa khâm mát tí lít tá mắc tá nô. Ý tha so cha ti ta cha so cha ti ba ba ka ri uk pa tha chak tha so cha ti
So so cha ti so win han nya ti din so kamma ki le tamatta no i tha so cha ti ta cha so cha ti ba ba kha ri uk pha ta yak ta so cha ti so so cha ti so win han nya ti din so kamma ki le tamatta no. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hay đời sầu, người ấy sầu, u não, thấy nghiệp uế mình làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, đã, khá nhất là Hồng Thị Kim Dung đó. Vỗ tay, vỗ chân luôn nha. Đó, Hồng Mai nữa. Văn Nhất Hạ ta? Tên nghe giống cải lương dễ sợ luôn vậy đó. Con trai mà đặt cái tên đẹp như chắc con gái xanh đặt tên này hay sao? Văn Nhất Hạ. Nghe tên cải lương nha. Thôi nói chơi vậy thôi nha, đừng giận nha. Dạ con xin cảm ơn sư đã lắng nghe, đã dạy cho tụi con bài này. Vậy con cũng cảm ơn quý vị đã cho bông hoa, nhất là vỗ tay. Thích lắm, thích nhất là vỗ tay, nó vui lắm. Dạ xin mời quý vị kế tiếp, không biết cô Mít Tà hay cô Hồng Thị Kim Dung ha. Whatever, cứ lên đi ha. Good luck, bye. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã nhường. Không biết làm sao mà hồi lúc đầu thì tôi bấm lên, nhưng mà thấy là cô Kim mà cũng lên nữa thì thôi thì để cho cổ đọc. Và bây giờ quý vị đã nghe được âm thanh của Metta rõ rồi, Metta xin cảm ơn. Và trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con, ủa, và cô Kim nghe rõ, cô Kim có lúc được lúc không ạ? Dạ, rồi cô Kim Nhung nghe rõ. Dạ, cô Hồng Mai cũng nghe rõ. Thôi, đa số nghe rõ, còn không biết đường truyền của Kim như thế nào, không biết mà có lúc nghe được lúc không. Dạ, thôi con xin trả bài. Cầu Pháp Cúng số 15. Ý tha sô cha ti bai cha sô cha ti a ri o pha yat tha sô cha ti sô cha ti sô vi hành nha ti đít xoa kamma kilatthamattano. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ý tha, hai đoạn âm, so trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, bát trường âm nhất, chá đoạn âm, so trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ý tha xô chá tí bách chá xô chá tí ba bát ca ri ú phá giáp tha xô chá tí. Con phân tích câu 3 và câu 4. Xô xô là hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, so trường âm thông thường, quý đoạn âm, hanh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, dis trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, má ký đoạn âm, lít trường âm nhấn, thá đoạn âm, mách trường âm nhấn, tá đoạn âm, no trường âm thông thường. So so cha ti so quy hành nha ti đít xoa cầm ma ki lít tha mắt ta no. Dạ con đọc lại hết bài. Y tha so cha ti bay cha so cha ti ba bát ca ri u pha yat tha so cha ti so so cha ti so quy hành nha ti đít xoa cầm ma ki lít tha ta nô. Y tha sô cha ti bách
cha sô cha ti ba ba ca ri u pha yat tha sô cha ti sô sô cha ti sô vi hành nha ti đít xoa cầm mắt ki lít tha mắt ta nô nay sầu đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu người ấy sầu u não thấy nghiệp quế mình làm. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y tha so cha ti, bạch cha so cha ti, ba ba ca ri, ô pha yat tha so cha ti. So so cha ti, so we hành nha để xoa cầm má kỳ lịch ta mặt ta nô. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Và con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Cô Kim Nhung, xin tha lỗi Kim Nhung và đọc lộn. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn chị Tâm Hạnh vốt bài. Con xin đọc câu kệ ngôn số 15. Y tha sổ cha ti bách cha sổ cha pà pa cà rì u pha yát tha sổ cha ti sổ sổ cha ti sổ quy hành nha ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô. Y tha sổ cha ti bách cha sổ cha ti bà pa cà rì u pha yát tha sổ cha ti sổ sổ cha ti sổ quy hành nha ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu u não, thấy nghiệp uế mình làm. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ý thá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm. Pa là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, ca, ri là trường âm thông thường. Ú phá là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm. Y tha sổ cha ti bách cha sổ cha ti bà bác cà rì u phá giác tha sổ cha tí. Xô là hai trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, dis là trường âm nhấn, soạn, qua là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má ký là hai đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Sô sô cha ti sô quy hành nha ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô. Y tha sô cha ti bách cha sô cha ti bà bà cà rì u phá giác tha sô cha ti sô. Sô sô cha ti ba ba ca ri u pha yat tha sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nha ti đi xoa cam mát kỳ lý tha mát ta nô. Y tha sô cha sô hàn nha ti đi sa cam ma kỳ lít tha ta nô.
Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu u não, thấy nghiệp uế mình làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong rồi ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp, con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh bốt bài. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 15. Ikaso chatipeko chatipa pakari upayataso chatiso so chatiso huy hành nhati dit soa kham makilit thamatano. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ý thá hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, pét trường âm nhấn, chá đoạn âm, sô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, thà trường âm thông thường, thá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ithaso chatipet chaso chatipa pakari upayataso chati. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Xô xô hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, quý đoạn âm, hanh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, dis trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, khăm trường âm nhấn, má ký hai đoạn âm, lít trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, so so chati so huy hành nhati dit soa kham maki dit thamatano. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 15. Ithaso chati petaso chati pa pakari upayataso chati so so chati so huy hành nhati dit soa kham maki dit thamat tano. Itha so chati phek cha so chati pha phakari upayat tha so chati so so chati so vi hành nhà ti di swa khamma kilin thamatano. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu u não, thấy nghiệp uế mình làm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ. Còn kính chào quý đạo hữu, con xin đọc câu kinh pháp cú số 15 ạ. Ithaso chati pacchaso chati pa pakari upayataso chati so so chati so vi hành nhati disva kammakilithamattano. Ithaso chati pacchaso cha so cha ti pa pa ka ri u pa ya tha so cha ti so so cha ti so vi hành nha ti di soa kam ma ki li tha ma ta no. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. I tha so cha ti pa cha so cha ti pa pa ka ri u pa ya tha so cha ti
Ý thá là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm ạ. Pa là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, kari là hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn. Xô xô là hai trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, xô là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, hành là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm. Dis là trường âm nhấn, toa, qua là trường âm thông thường, khăm là trường âm nhấn, má là trường âm, má ký là hai đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường ạ. Con đọc lại cả bài. Ti tha so cha ti pa cha so cha ti pa pa ka ri u pha cha tha so cha ti so so cha ti so vi hành nha ti bi soa cam ma ki li tha ma ta no. Con xin kể. Y tha so cha ti pa cha so cha ti ri u pa cha tha so cha ti so so cha ti so vi hành nha ti di sa kamma ki lit tha mat pa no. Sau đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu u não thấy nghiệp quế mình làm. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân sư và con kính sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con mời bạn kế tiếp vì máy của con không nhìn thấy ai ạ. Con xin xuống mic ạ. Con kính cảm ơn quý đạo. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Tuệ Đức, kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý đạo hữu và xin cảm ơn các đạo hữu đã cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin đọc câu số 15. Ithaso chatipacchaso chatipa pakari upayatthaso chatiso so chatiso viham nyatidiso akammakilithamattano. Ithaso chatipacchaso chatipari upayatthaso chatiso so chatiso viham nyatidiso akammakilithamattano. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ý thá là hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, pá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm. Ithaso chatipacchaso chatipa pakari upayat thaso chati. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. So so chatiso viham nyatidiso akammakilithamattano. So so là hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, so trường âm thông thường, quý đoạn âm, hanh trường âm nhấn, giá tí hai đoạn âm, dis trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, cam trường âm nhấn, má ký hai đoạn âm, lip trường âm nhấn, thá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. So so chati so vi ham nyati di so cam makilit thamattano. Dạ con xin lặp lại câu pháp cú số 15. Ithaso chati pacchaso chati pa pakari upayat thaso chati so so chati so vi ham nyati di so cam makilit thamattano.
Ita so chati pak chaso chati pa paka ri upayat tha so chati so so chati so vi ham nyati di so kamakilit thamattano. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp uế mình làm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Y tha so cha ti, bành cha so cha ti, pa pa ka ri, u pha yat tha so cha ti. So so cha ti, so vi hành nhà ti, di soa kam ma, ki lin tha mát ta no. Y tha so cha ti, bành cha so cha ti, papakari upayan tha so cha ti. So so cha ti, so vi hai cha ti, di sum tha mát no. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác đời sầu, có u não, thấy nghiệp uế mình làm. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, và có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, và con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá, con kính hành lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ về trước, và con kính lễ với bà quý cô tu nữ trong đầu tràng, và con kính chào đầu tràng, và tràng đã cho người biết âm thanh rõ. Và cảm ơn Sister Meta, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sister Men, và cảm ơn Hoàn Thành. Và bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 15. Itaso chati pek chaso chati ba bakari utayak thaso chati so so chati so vi hành nhati bo cầm makilik thamattano. Itaso chati pek chaso chati ba bakari utayak thaso chati so so chati so vi hành nhati diswa cầm makilik thamattano. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Itaso chati pek chaso chati ba pakari utayak thaso chati. Và câu số 1 là ý là đoạn ý, thá là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, pek là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá tí là đoạn âm. Và câu số 2, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ca, ri là hai trường âm thông thường, ú, pha hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, chá, tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Sô, sô, chá, tí, sô, vi hành, nhá, tí, đi, sò, cầm, ma, ki, li, thamattano. Và câu số 3, so so là hai trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, han là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn. Và câu số 4, dis là trường âm xoa là đoạn âm, lit là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Itaso chati bek chaso chati ba bakari utayak thaso chati so so chati so vi hành nyati diswa kam makilit thamattano. Dạ con xin kệ câu pháp cú số 15.
I tha so cha ti bệnh cha so cha ti ba ba ca ri u tha yang tha so cha ti so so cha ti so vi han nya ti di so cam ma ki lin tha mat ta no. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sau, người ấy sầu u não, thấy nghiệp uế mình làm. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã kể ở đọc và phân tích xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con ạ. Cảm đạo tràng được nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, bây giờ niệm từ xin mời bằng trai tay của Tina. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Thiên, con kính đảnh lễ quý cô tử, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 5. Itha so chati pechas ti pa pa ka ri upa win makili Itha so chati pecha so chati pa pa kari upa yanti. Ý thá hai đoạn âm, so trường âm thông thường, chất tí hai đoạn âm, pet trường âm nhấn chá đoạn âm, so trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, pa âm thông thường, pa đoạn âm, ca ri hai trường âm thường, ú phá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, y tha xô chá tí bét chá xô chá tí pa pa ca ri ú phá giác thá xô chá tí. Câu 3 và câu 4. So so chati so win han nyati dis wa kammat kili tamattano. So so hai trường âm thông thường, chati hai đoạn âm, so trường âm thông thường, quý đoạn âm, han trường âm nhấn, nyati hai đoạn âm, dis trường âm nhấn, wa trường âm thông thường, kam trường âm nhấn, má đoạn âm, khí đoạn âm, lít trường âm thông nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường, so so cha ti so win hai nhát ti dis wa cầm ma ki lít tha mát ta nô. Dạ, con đọc lại nguyên bài. Ý tha so cha ti pet cha so cha ti pa pa ka ri u pa yat tha so cha ti so so cha ti so win han yat ti dis wa kam ma ki li tha mat ta no. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hay đời sầu, người ấy sầu u não, thấy nghiệp uế mình làm. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y tha so cha ti pe cha so cha ti pa pa ka u pha su 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 cha ti su win ya ha ti di swa kam ma ki lin tha mat ta no. Dạ, thưa con đã đọc xong và con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 15 ngày hôm nay. Ithaso chati pet chaso chati ba bakari ufayat thaso chati so so chati so vihan nyati diswa
Tammakilithamattano Itaso chati becchaso chati babakari ufayattaso chati so so chati so vihanyati diswa Tammakilithamattano. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Itaso chati becchaso chati babakari ufayattaso chati. Ý, tha là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá, tí là hai đoạn âm, bet là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá, tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ca, ri là hai trường âm thông thường, ú, phá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá, tí là hai đoạn âm. Itaso chati bet chaso chati ba bakari ufayat thaso chati. Và câu số 3 và câu số 4. So so chati so vihan nyati deswa. Cầm mắc kia tham tân là trường âm tí, là trường âm thông, là đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm. This là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, no là trường âm thông thường. So so chati so quy hành nhati dis swa cầm makilithamattano. Dạ con xin đọc lại ạ. Itaso chati bet chaso chati ba bakari ufayat thaso chati so so chati so quy hành nhati dis swa cầm makilithamattano. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp uế mình làm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Itaso chati becchaso chati babakari ufayattaso chati so so chati so vihanyati diswakamma kilithamattano. Itha so chati becha so chati bapakari ufayattha so chati so so chati so vihanyati diswakamma kilithamattano. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho giúp mình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức, Tuệ Đức cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ. Tại Nhật Quỳnh thấy có nít cô tu nữ Phúc Hạnh mà nhìn lại mục tiêu nên đi kiếm anh Kim Nhật. Dạ. Kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng.
Dạ, không biết còn vị nào chưa ông bài không Kim Nhung? Kim Nhung có thể cho Nhật Quỳnh biết được không? Kim Nhung ngồi điểm danh thì có thể biết vị nào? Còn nhiều lắm hả? Ồ, còn nhiều lắm hả? Sao Nhật Quỳnh nghe? Vinh Nhật Hà mời đạo tràng nghe im ru nên Nhật Quỳnh phải chạy lại thôi. Dạ, còn Xích Thành Kiểm hả? Còn Xích Thành Kiểm, còn ai nữa? Thích Đàm Anh, Thích Đàm Anh. Đàm Anh ơi, trả bài chưa? Dạ, cô Phúc Hạnh đã trả bài chưa? Cô Phúc Hạnh tập học Bali này có trả bài chưa? Wow. Dạ, xa thú bằng tay của Xích Kiểm ngàn. Dạ, dạ, xa thú. Ô, mến chào Chiếc Lá Mùa Sư. Xa thú bằng tay quý vị. Tam Bảo, Nam Mô Đức Phật, Nam Mô Đức Pháp, Nam Mô Đức Tăng. Dạ, con kính chào quý sư, con kính chào quý cô tu nữ, dạ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con nói lộn rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư và dạ, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. À, dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 15. Ithaso chati bhajaso chati papakati upayattaso chati so so chati so vihanyati tisva kammapilithamattano. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Ithá là hai đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, bét là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ca tí là hai trường âm thông thường, ú hóa là hai đoạn âm, dát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm. Ithaso chati bhajaso chati papakati upayattaso chati. Là con phân tích câu 3, câu 4. So so là hai trường âm thông thường, chá tí là hai đoạn âm. So là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, hanh là trường âm nhấn, nhá tí là hai đoạn âm, tiết là trường âm nhấn, xoa là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má ký là hai đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. So chati so vi han nyati di so kam mak pilit hamatano. Và con đọc lại nguyên bài. Itha so chati be cha so chati pa pa ka ti upayattha so chati so so chati so vi han nyati di so kam mak pilit hamatano. Dạ, con xin kể. Y tha so cha ti pe cha so cha ti pa pa ka di u pa yat tha so cha ti so so cha ti so vi han ya ti di so kam ma ki u pa ma ta no. Xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Văn. Nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu ô não, thấy nghiệp quế mình làm. Và con đọc con không tích, mà kể xong, và con xin quý sư, quý cô, tu nữ, đạo hữu, con có chỗ nào sai và sửa, giúp con, và con sẽ sửa lại. Và con xin
dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn số 15. Ý tha sô cha ti bát cha sô cha ti bà bát ca ri u pha yát tha sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhá ti đi xòa cầm má ki lít tha mát tan nồ Ý tha sô cha ti bát cha sô cha ti bà bát ca ri u pha yát tha sô cha tí ý tha, ý tha là hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, sô trường thông thường, chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, sô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, sô sô hai đoạn hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, sô trường âm thông thường, quý đoạn âm, hanh trường âm nhấn, nhá tí hai đoạn âm, dis trường âm nhấn, xoa trường âm thông thường, cam trường âm nhấn, má đoạn âm, má ký hai đoạn âm, lít trường âm nhấn, thá đoạn âm, mát trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ý tha sô cha ti bách cha sô cha ti bà bát ca ri u pha yát tha sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhã ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô y tha sô cha ti bát cha sô cha ti bà bát ca ri u pha yát tha sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhã ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô y tha sô cha ti bát cha sô cha ti bà bát ca ri u pha yát tha sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhã ti đi xòa cầm ma ki lít tha mát ta nô y tha sô cha ti bát cha sô cha ti bà ba ca ri u pha yat tha sô cha ti sô sô cha ti sô vi hành nhat ti di xoa cam ma ki li tha mat ta nô nay sầu đời sau sầu kẻ ác hai đời sầu người ấy sầu u não thân nghiệp uế mà làm nhà bác những dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Alo. Dạ, cho con hỏi. Đạo tràng có nghe âm thanh của con được. Dạ, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 15. Ý tha sô cha ti bét cha sô cha ti bà ba ca ri u pha ya sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhã ti di xòa cầm ma ki li tha mát ta nô sô cha ti bét cha sô cha ti bà ba ca ri u pha ya ta sô cha ti sô sô cha ti sô quy hành nhã ti di xòa cầm ma ki li tha mát ta nô. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Y thát sô cha ti bét cha sô cha bà bát ca ri u pha yát thát sô cha ti
ý thá là hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí đoạn âm, bét là trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, phá đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Xô xô chá tí xô vi hành nha tí đi xòa cầm má kí lý tha mát ta nô. Đi là đoạn, đi là trường âm thông, trường âm nhấn. Và là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ký là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Y tha sô cha ti bét cha sô cha ti bà ba ca ri u va yat tha sô cha ti sô sô cha ti sô vi hành nha ti đi xòa cầm ma ki li tha mát ta nô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nay sầu, đời sau sầu. Kẻ ác, hai đời sầu. Người ấy sầu, u não, thấy nghiệp quế mình làm. Dạ, con xin, con có sai chỗ nào, xin sư và các quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con đến kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào quý thiện hữu trong đạo tràng. Dạ con xin được đọc câu Pháp Cú số 15. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Itaso chati bechaso chati ba bakari upayattaso chati so so chati so vihan nyati diso kam maki makili thama thamatano. Itaso chati bechaso chati ba ca ri upa yatha so chati so so chati so vi hành nyati di so cam maki lit thamat thano. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm. Xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, bếp trường âm nhấn, chá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, phá đoạn âm, dách trường âm nhấn, thá đoạn âm, xô trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, xô xô hai trường âm thông thường, chá tí hai đoạn âm, xô trường âm thông thường, ví đoạn âm, hành trường âm nhấn. Trường âm nhấn,
tá đoạn âm nô trường âm thông thường. Ít tha sô cha tí bếch cha sô cha tí bà bà cà rì u phá yách tha sô cha tí sô sô cha tí sô vi hành nha tí đi sô cầm má ký đi tha má tha mát ta nô. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ái sầu ưu não thái nghiệp ới mình làm. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con kể y tha so cha ti bê cha so cha ti ba ba ca ri u pa ya tha so cha ti so so cha ti so vi han nha ti di so kam ma ki li tham ma ta no. Y tha so cha ti bê cha so cha ti ba ba ca ri u ya so cha ti so so cha ti so vi han nha ti di so kam ma ki li tham ma ta no. Dạ con đã đọc, con đã phân và đã đọc bài xong. Chích sai, dạ con có sai trên ngày và đạo tràng chính sửa cho con. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú. Huynh Giang Kha chính xác ha. Chị Trần Phụng là một người mới, nhưng mà đến với đạo tràng với một sự nhiệt tình ha. Khi mà lên đọc kinh cũng như lên kể thì có sự phụ họa của mấy con gà nữa. Chính vì những con gà nó làm cho phân tâm. Câu cuối cùng, Dixoa cầm makilit thamatano. Chỉ Dixoa chứ không phải chỉ đi, không phải nó là đoạn âm, mà nó là một trường âm nhấn. Dixoa, sư Trần Phụng chú ý chỗ này ha. Chỉ sai có một từ đó thôi, còn bao nhiêu cũng là chính xác. Xin mới đến với đạo tràng, nhưng mà có sự theo dõi, có sự tầm cầu và đã thành công. Hôm nay thì quý vị tham gia rất là đông, trên 15 người. Số lượng của chúng ta là 25 ha. Mà quý vị tham gia trên 15 là cái số lượng quá đông. Sự nhiệt tình vui vẻ, mỗi người một vẻ. Có người thì giọng kinh hay, có người giọng kệ giỏi, ai cũng là số một hết á. Là sự tham gia của quý vị qua câu kinh tiếng kệ. Xích kim mở hàng, cái này là xích kim giật mic của xích mít ta. Xích mít ta đưa tay trước, nhưng mà xích kim này giật mic nè. Cái này thấy rõ ràng. Trong khi xích mít ta đưa tay trước mà xích kim nhảy lên chụp mít trước, như vậy là coi như là không chơi không đẹp. Vậy mà còn la mở hàng mà không dám gì. Cái nãy quý vị nhìn ở trên màn hình coi, xích mít ta đưa tay trước mà rồi mới tới xích kim mà. Tại máy của chị Kim không thấy thì từ từ chứ, nhưng mà không thấy thì người khác thấy. Nhưng đâu phải là coi như là xí kim mà lanh tay lẹ mất rồi cái là muốn làm gì làm đâu được. Vì trong xếp hàng theo thứ tự đưa bàn tay thấy rõ, chụp mấy người ta mà còn la mở hàng, nhờ mở hàng cho nên hôm nay số lượng đông. Không phải, cái gì cũng phải từ từ, có thứ tự đưa tay xếp hàng đàng hoàng chứ. Bây giờ đi ra mấy siêu thị, ra mấy cái chỗ kia mà bây giờ không xếp hàng á, xin lỗi. Ăn hiếp bà già hả? Đúng rồi, nhỏ mà ăn hiếp bà già. Thôi bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng, bởi vì chúng ta giọng đọc là tương đối ổn định ha,
quý vị đọc như vậy là quá quá hay rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta hiểu ý nghĩa của những từ này thì chúng tôi xin ôn lại ha, bởi vì quý vị đọc cũng có vị đọc đúng, cũng có vị sai. Có những cái giọng kệ hay mà cũng có những cái giọng kệ mà chúng ta thấy rằng nó chưa có hòa nhập. Bởi vì trường âm đoạn âm thì nó đã đi theo cái quy luật rồi, nhưng mà còn cái giọng kệ thì chúng ta phải viết một câu 8 chữ thì phải đọc như thế nào, đây 10, 11 chữ thì cái giọng đọc của chúng ta phải nương nhau như thế nào để cho nó có một cái âm điệu, chứ không phải là mình kệ là kệ tự do, kệ có nghĩa là sao cũng được, nghĩ như vậy là không được. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại rồi sẽ đi vào dương sơ ha. Ithaso chatibet chaso chatiba bakari upayat thaso chatiso so chatiso vihan yatidit soa kam makilit thamat tano. Ithaso chatibet chaso chatiba bakari upayat thaso chatiso so chatiso vihan yatidit soa kam makilit thamat tano. Đó là giọng kinh ha. Rồi bây giờ giọng kệ ha. Ý tha so cha ti bên cha so cha ti ba ba ca ri u pa yan tha so cha ti so so cha ti so vi hành nhạc ti tin ba cam ma chi lên Thamatano. Ý tha so cha ti ben cha so cha ti ba ba ca ri u pa yan tha so cha ti so so cha ti so vi hành nhạc ti đình soa cam ma chi lên Thamatano. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Ở đây quý vị thấy rằng khi nãy đưa bài vở lên thì chữ ưu não, chúng ta thấy rõ chữ ưu não. Lúc trước thì chúng ta thấy ưu não, người ấy sầu ưu não, chứ không phải người đó, người ấy sầu mà ưu não. Ưu não là khác, mà ưu não là khác nha. Rồi quý vị coi như chỉnh lại giùm ha. Không sao không sao, cái gì á từ từ rồi nó cũng nhừ, có nghĩa là nó có sai rồi chúng ta sửa lại cho nó bớt sai, cái đó chính là mình tu. Chứ không phải thấy sai rồi mình chấp nhận cái sai đó rồi chấp thủ ha. Đúng rồi, bị ưu đầu ưu não đó. Đây là ưu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từ vựng ha, để biết rõ ý nghĩa của những từ này ha. Câu đầu tiên, itaso chatibe chaso chati. Câu đầu tiên chúng ta có 4 từ. Ita là 1, so chati là 2, be cha là 3, so chati là 4. Vậy thì ý nghĩa của những từ này như thế nào? Chữ itha, Ita đây là một trạng từ, có nghĩa là ở đời này hay là ở đây. Ita ở đời này hay là ở đây. Rồi từ thứ hai, đây là một động từ so chati. So chati là một động từ so ít, có nghĩa là sầu khổ, sầu muộn. Sầu khổ, sầu muộn. Rồi từ thứ ba, bếch cha. Bếch cha ở đây chúng ta thấy cái căn ngữ ý, có nghĩa là do cái động từ gách trà tí là đi ha.
Nhưng mà tiếp đồng ngữ pá a tới chớt cái căn ngữ này. Tiếp đồng ngữ này chỉ là nhấn mạnh về phía về phía cái ám chỉ cho động từ gác trà tí này. Thì bé cha ở đây có nghĩa là một cái động từ bất biến, một động từ bất biến. Bé cha có nghĩa là sau khi chết ở đời này và ở đời phía sau, sau khi chết. Rồi chữ sô cha tí có nghĩa là sầu khổ, sầu muộn. Ở đây đau khổ và sau khi chết đau khổ, có nghĩa là ở đời này đau khổ và đời sau cũng đau khổ. Rồi bây giờ câu số 2 sẽ bổ sung cho câu số 1 ha. Câu số 2. Ba bát ca ri upaya tha so cha ti. Ba bát ca ri upaya tha so cha ti. Câu số 2. Ba bát ca ri upaya tha so cha ti. Câu này có 3 từ. Ba bát ca ri. Ba bát ca ri ở đây do hai từ cộng lại. Chữ ba bát nó là một danh từ trung tính akaran tanapum sakalinga. Ba bát có nghĩa là điều sai quấy hay là việc ác. Điều sai quấy hay là việc ác. Ba bát. Rồi chữ ca ri. Ca ri do cái từ ca đó. Ca ra là một danh từ nam tính akaran tapum linga. Ca ra có nghĩa là việc làm, là hành động. Việc làm là hành động. Nhưng mà ở đây nó là ca ri. Ca ri là một danh tính từ nam tính, có nghĩa là người làm việc gì, người đã làm việc gì. Mà có chữ ba bá ở trước có nghĩa là kẻ làm ác. Ba bát ca ri là kẻ làm ác. Rồi upayattha. 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 Đây là một trạng từ nói lên cái vấn đề cả hai upayattha. Cả hai. Rồi xô chà tí, cái động từ sầu muộn khổ đau ở trên là có. Vậy thì câu số 1 và câu số 2, hai câu này bổ sung cho nhau. Ý tha xô chà tí bê chà xô chà tí bà bác cà rì ú pa giác tha xô chà tí. Itaso chati bhajaso chati ba bhakari upayat thaso chati. Kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ ở cả hai nơi. Ý nghĩa câu thứ nhất và câu thứ nhì. Kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ ở cả hai nơi. Đó là ý nghĩa câu thứ nhất và câu thứ nhì. Itaso chatibe chaso chatiba bakari upayat thaso chati. Câu 1, câu 2 ha. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 3 và câu số 4. So so chatiso vihan nyati. So so chati so vi hành nhati. Câu này chúng ta thấy có 4 từ. So là 1, so chati là 2, so là 3, vi hành nhati là 4. So đây là một đại từ do đại từ ta
Nhưng mà đại tỳ tá này được đứng làm chủ từ số ít và tham á e câu quan chánh là quỷ pha tí, cho nên chị ta biến thành xô. Xô là kẻ ấy, người ấy, kẻ ấy, người ấy. Rồi, cái từ thứ hai, động từ xô chà tí là khổ đau, sầu muộn. À, sầu muộn, sầu khổ. Rồi. Từ thứ ba, xô là người ấy, kẻ ấy. Rồi, từ từ, quy hành nha tí. Quy hành nha tí, động từ số ít này nói lên ý nghĩa gì? Do cái căn ngữ hành có nghĩa là giết, phá hoại, giết, phá hoại. Nhưng mà cái từ ngữ ở phía trước là quý, có nghĩa là lìa, là không. Vậy thì quy hành nha tí ở đây thì có ý nghĩa là sầu khổ, sầu não, sầu muộn, sầu khổ, sầu não, sầu muộn. À, mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch là ưu não. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu chỉ gì vậy? Quy hành nha tí mà sao chỉ quy nha tí là cái gì? Alo, xin Nhật Quỳnh. Quy nha tí là gì? Chữ quy hành nha tí, căn ngữ hành, căn lanh chữ hành này là do động từ hana tí chứ không phải là chữ n có vô ngã. Hana tí là giết hại. Thì căn ngữ nó là hành, không có vô ngã. Mà có chữ quý ở phía trước có nghĩa là không, là lìa. Quý hành nha tí là không giết, không phá hoại. Thì ở đây quý hành nha tí, động từ này cho chúng ta ý nghĩa sầu khổ, sầu não, sầu muộn, ưu não. Hành nha tí đúng rồi, căn ngữ của nó là hành, không có vô ngã trên ha. Còn chữ quý nha tí, cái chữ này không có nè, không phải. Rồi, câu cuối cùng là Diswa cầm mắt lê tham mắt ta nổ. Diswa cầm mắt lê tham mắt ta nổ. Rồi, sư Trần Phụng nghe gà gái thấy vui không? À, cũng giống 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 ở chỗ sư Trần Phụng ha. Ai muốn kho thì kho, sướng chưa? Câu cuối cùng chúng ta có hai từ Diswa cầm makilit thamatano. Chữ Diswa, đây là một động từ bất biến. Động từ này cho chúng ta ý nghĩa sau khi nhìn thấy, sau khi xuất hiện. Sau khi nhìn thấy, sau khi xuất hiện. Diswa. Rồi, cầm mắt kia lít thăm mắt tạ nồ. Ở đây chúng ta thấy có hai từ nó đi chung với nhau. Chữ cầm má là một, kia lít tha, kia lít thăng là hai ha. Rồi, ác tạ nồ là ba. Vậy thì ba từ nó đi chung với nhau. Cầm má nó là một danh từ trung tính, ác rần ta nó bùng sát cả linh ca. Cầm má là việc làm, là không hay còn gọi là nghiệp. Cầm mạ. Rồi cái từ thứ hai, kilitha. Kilitha do cái từ kilitha nó là một quá khứ phân từ ha. Kilitha do cái từ, do cái căn ngữ kilit đã bị ô nhiễm, đã trở nên xấu đi. Và đây nó được chia theo đối các số ít. Kilitha biến thành kilithan,
đô thị giáo quý pháp thị ế câu quá chẳng khi lịch thăng có nghĩa là đã bị ô nhiễm, đã trở nên xấu đi. Rồi cái từ cuối cùng Atano, Atano do cái từ Atta, Atta là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và Atta đây được đứng là sở hữu cấp, tức là chát thi quyền pháp tí ê cấu quá trình á. Cho nên Atta biến thành Atano là của mình, của bản thân, của mình, của bản thân. Dạ, gái thì nghe gái đi còn hú 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 nè. Dạ, gái mà ta hú gì nữa, hú là tại cái máy. Rồi, hay hú rồi bà con ơi. Rồi, như vậy thì cái gì cầm nó sẽ được tham tạo ha. Sự ô nhiễm ở việc làm của mình, sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân. Khi lý thân lý tha, tức là đã bị ô nhiễm, đã bị ô nhiễm. Khi lý tha nó được chia theo đôi cách số ít đôi tỷ giao phát tích hệ câu quá trình án. Cho nên cái lịch tha biến thành cái lịch thần. Rồi Atano là của mình. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. So so cha ti so quy hành nha ti đi soa cầm mát ti mát ta nô. So so cha ti so quy hành nhất đi soa cầm makilit thamatano. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, vì ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. Xin lặp lại câu số 3 và câu số 4. So so chati so vi hành nhati diswa cầm matilit samatano. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ ấy sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. Câu 15 cho chúng ta một ý nghĩa. Kẻ làm ác sầu khổ ở đời này, sầu khổ sau khi chết, sầu khổ ở cả hai nơi. Sau khi nhìn thấy sự ô nhiễm ở việc làm của bản thân, kẻ sầu khổ, kẻ ấy ưu phiền. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như thế này: đây hối quá kia ăn năn, tâm người ác hạnh hai đằng chẳng vui, bất an ưu não rối bời, mắt nhìn khổ báo Phật trời thở than. Đây hối quá kia ăn năn, tâm người ác hạnh hai đằng chẳng vui, bất an ưu não rối bời, mắt nhìn khổ báo Phật trời thở than. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với tuổi thơ Ngũ Ngôn: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu ưu não, thế nghiệp uế mình làm. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, người ấy sầu ưu não, thế nghiệp uế mình làm. Trong phần tự vựng, quý vị thấy có chỗ nào khuyết điểm, có chỗ nào thấy hơi rắc rối, cứ có ý kiến ha. Bởi vì chúng ta học thì phải hỏi, chỗ nào mà thấy thắc mắc thì quý vị cứ đưa ra, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của quý vị. Về từ vựng có chỗ nào rắc rối, alo, không có ý kiến ý cò gì hả? Quý vị không có ý kiến,
Như vậy thì chúng ta đi vào dương sự ha. Hồi nãy giờ con gà nó cứ thúc hoài. À, bây giờ đi vào dương sự ha. Câu Phật ngôn 15. Tại sao có câu Phật ngôn này? Và câu Phật ngôn này nói lên ý nghĩa gì? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên viết sao? Tiếng Bali ạ. Alo, quý vị còn nhớ không? Bây giờ nếu người ta nói không có nói tiếng chùa Kỳ Viên thì tiếng Bali viết chùa Kỳ Viên ý nghĩa như thế nào? Alo, chùa Kỳ Viên viết sao đây? Tiếng Bali. À, quý vị buồn ngủ hết rồi hả? Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, nhưng mà khi không nói chùa Kỳ Viên. Rồi, Chê Ta Quanh à. Chê Ta là tên của ai? Chữ Quanh à là khu vườn. Khu vườn à, hay là Chê Ta Quanh à, đúng rồi. Nhưng mà chỉ Chê Ta à, Thái tử Kỳ Đà, Thái tử Chê Ta đi. Thái tử Chê Ta à, cái vườn của Thái tử Chê Ta gọi là Kỳ Viên ha. À, rồi. Rồi học rồi thì quý vị phải hiểu cái nguồn gốc một chút ha. À, Chê Ta Quanh A là cái vườn của Thái tử Kỳ Đà ha. Kỳ Viên gọi là Chê Ta Quanh A. Thì khi mà Đức Phật ngự tại Kỳ Viên, và chùa Kỳ Viên này có một cái sự tích hơi đặc biệt là ông Thất Cô Độc mua cái chùa Kỳ Viên này trị giá bao nhiêu, quý vị còn nhớ không? Ông Thất Cô Độc mua cái chùa Kỳ Viên này giá cả bao nhiêu? Cải vàng, hỏi giá bao nhiêu nhỉ? Chứ ai nói cải vàng làm gì hả? À, chùa Kỳ Viên này là một cái chùa gọi là vô giá, là không có giá. Bởi vì cái vàng mà cái Thái tử Kỳ Đà đâu có nhận đâu. Bỏ vàng ra mua, nhưng mà Thái tử Kỳ Đà Chê Ta không có lấy, gọi là chùa này không có giá. Trải vàng tới đâu lấy tới đó. Nhưng mà khi mà trải vàng như vậy thì ông Cấp Cô Độc Anna Thapinika, ông này ông suy nghĩ còn có một chút xíu nữa, ông suy nghĩ coi như tính lấy cái vàng ở chỗ nào gần nhất để trả cho nó xong. Thì trong khi suy nghĩ như vậy thì Thái tử Kỳ Đà Chê Ta mơ tới bộ vai ông, nó bộ tiết của sao mà còn một chút xíu này còn suy nghĩ gì nữa, thì trả cho lẹ đi để mà lấy cho rồi. Thì ông Cấp Cô Độc ông mới nói, tôi đang suy nghĩ lấy cái vàng ở chỗ nào gần nhất để trả cho xong chỗ này. Thì ông nói, ông Thái tử Chê Ta mới nói, làm gì gấp vậy mà ông lấy cái vườn Thượng Nguyễn của tôi để làm cái gì hả? Thì nó lấy mục đích để làm một cái ngôi già lam, làm một ngôi chùa để thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ngự ở đây để hoằng dương giáo pháp. Thì ông Thái tử Kỳ Đà, tấm lòng ông này rộng lớn quá, vàng bạc bỏ ra mà không có tư lợi cá nhân gì hết mà nghĩ đến Đức Phật và Chư Tăng. Thì Thái tử Chê Ta hoan hỷ quá, thôi khỏi cần trả nữa, khỏi. Với cái tâm của ông hướng về Đức Phật và Chư Tăng thì tôi cũng hoan hỷ trong cái đó, thôi cái này cho không, khỏi cần trả vàng nữa. Nhưng mà với một điều kiện, tôi không lấy tiền, tôi không lấy vàng, thì ông phải để cái tên của tôi, để có chút gì kỷ niệm. Các cổ đông nó được thôi. Chính vì trên có tên
Đại chùa Kiều thì đề cập đến một cái người để giết heo là chun đã cái này biết thế nào để chúng ta hiểu câu Phật ngôn số 15 ám chỉ về ai? Alo, chun đã rồi, chính xác. À, chính xác, chun đã. À, chữ chun đã này được làm ha. Thì em của ngài Xá Lợi Phất gọi là chun đã. Ừ. Ở đây ám chỉ về cái ông đồ đệ, cái người giết heo tên chun đã, đừng có lầm với em của ngài Xá Lợi Phất. À, ông đồ tể chun đã từng sát hại, nghĩa là làm cái nghề đồ tể này tức là 55 năm trời, thì ông ta lấy thịt nè, lớp thịt để ăn, lớp thịt cá để mà nuôi cái mạng sống của mình. Thì ông ta hành nghề suốt 50 năm với cái nghề gọi là đồ tể, và tên của ông ta là chun đã. Gặp những cái năm mà mất mùa đói kém thì ông ta lấy xe bò chở lúa về miền quê, đi qua các làng mạc để mua heo con, mỗi con trả giá một hoặc là hai lon lúa là nhiều. Ông ta chở về nhà với một xe heo đầy nhóc như vậy, rồi thả heo vào trong chuồng lộ thiên ở phía sau nhà, mà phía sau nhà là một cái miếng đất trống. Ông đã rào kín bốn mặt, rồi ông cho heo ăn những thứ rào cỏ và cả những đồ dơ, rồi ông nuôi cho tới khi những con heo đó lớn lên. Rồi muốn làm thịt một con heo nào thì ông bắt trói thúc ké nó vào một cái gốc cây, rồi ông lấy cái đòn tay vuông đập khắp mình của nó cho thịt nó mềm ra và nó nở phù ra cho nặng cân. Rồi ông mới cạy răng, rồi nhét vào một khúc cây miệng cho con heo. Nước nóng nó chảy vào trong bụng heo làm loãng cái phần những cái chất dơ trong ruột nó và lôi cuốn ra ngoài hậu môn. Thế mà ruột heo mà còn chút ít ẩn còn độc, bao giờ ruột được tẩy sạch thì nước chảy ra trong, thì khi đó ông ta mới dừng tay lại. Còn nước sôi ở trong ấm thì ông chế luôn lên lưng heo, cạo cho nó vụt đi cái lớp da bên ngoài. Ông lấy đuốc, ông đốt cái râu heo, rồi dùng gươm bén chặt cái đầu nó ra. Phước heo chảy xuống thì ông hướng vào cái chậu để dành rưới lên thịt khi mà quay con heo đó. Khi mà thịt chín rồi thì ông ta ngồi vào trong cái bàn ăn với vợ con, còn dư bao nhiêu thì ông đem ra bán cho khách hàng. Ông chun đã sanh sống bằng cái nghề đồ tể, tạo cái nghiệp sát sanh như vậy trong hơn 55 năm trời. Mặc dù Đức Phật ngày ngày ở chùa Kỳ Liên gần nhà, nhưng mà ông không hề nhìn ra ngày nào mà bước chân đến cái ngôi chùa để dâng cúng, dù là một muỗng cơm, một nắm hoa hay là một chút ít gì công quả để tạo một cái phước về sau. Rồi một hôm thình lình ông phát bệnh nặng, tuy chưa có bỏ xác thân nhưng mà ông cũng bị có ngọn lửa A Tỳ thiêu đốt cả ngày lẫn đêm. Cái hỏa lực của địa ngục vô gián này cũng có thể làm nổ mắt con người, mặc dù đứng cách xa đến hàng trăm vô tuần. Để mô tả cái sức nóng dữ dội của cái lửa địa ngục thì ngài Nagasena
đã từng đưa ra một cái ví dụ để đáp lại câu hỏi của Đức Vua Milinda. Tâu Đại Vương, nếu có một tảng đá to bằng cái nhà mà rớt vào trung tâm hỏa ngục thì chỉ trong giây lát là nó sẽ cháy tan ra cho bụi ngay. Vậy mà bởi do cái nghiệp quá nặng, những cái làm ác đọa chẳng khác nào cái bào thai ở trong bụng mẹ vậy. Trong lúc mà bị lửa thiêu đốt nóng nảy như vậy thì ông Trương đã có những cái hành động kỳ quặc khác thường, như là tiếng heo la, rồi ông xuống gối, bò hai chân ra phía trước nhà, rồi bò vô phía sau nhà. Gia nhân quyến thuộc súng nhau kèm và bấm miệng ông lại, cũng không ngăn được cái ác nghiệp tới cái thời nó trổ quả. Biết rồi họ cũng buông thả ông ta ra, để cho ông ta bò lê bò la lung tung ở trong nhà, rồi la hét luôn mồm giống như con heo bị cắt mổ như vậy. Ở xung quanh đó cách xa độ 7 căn nhà, không ai có thể ngủ yên giấc với ông ta, cho đến cái người trong nhà của ông ta cũng kinh hãi sợ sệt, vì thấy ông ta là hiện thân của tử thần, của Atula, của ngạ quỷ, của súc sanh, cho nên không dám ở chung, rồi để mà săn sóc gìn giữ ông ta. Họ tấn cái cánh cửa lại, nhốt một mình ta ở trong nhà, còn tất cả đều ra ngoài, luôn phiên canh gác xung quanh nhà, đề phòng ông ta có thể thoát ra, la lối ôm sổ. Ông đã vẫn bò lê cả trong nhà, bị địa ngục thiêu đốt nóng nảy, nên la hét như một con heo suốt trong 7 đêm như thế. Đến ngày thứ 8 thì ông mới tắt hơi bỏ xác, sinh vào địa ngục vô gián. Và địa ngục vô gián này chúng ta hiểu như trong cái quyển kinh Thiên Sứ, Deva Du Ta Xuất Tâm Ta. Một vài vị tỳ kheo đi ngang qua nhà của ông Chùn Đá, nghe tiếng kêu la, lầm tưởng rằng những cái tiếng của heo kêu, nên về đến chùa, vào ngồi bên Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các ông lão Chùn Đá, ông đóng bít cái cửa nhà lại để giết heo. Kể từ hôm nay là đã 7 ngày rồi, mà chắc họ sắp làm cái việc lớn ăn mừng cái việc gì đây bạch ngài. Thử nghĩ, ông ta đã sát hại biết bao nhiêu là heo rồi mà chẳng chịu nghỉ tay. Thật quá vậy, ông ta không còn một chút nào tâm từ tâm bi, thiết tưởng ở trên cõi đời này không có một chúng sanh nào mà ác độc hung bạo như ông. Thì Đức Phật giải thích rằng: Này các vị heo, ông lão Chùn đã không có giết heo trong 7 ngày nay đâu, vì cái nghiệp quả đã chín mùi, cho nên ông đã bị lửa địa ngục A Tỳ nổi lên thiêu đốt ngay trong kiếp sống này. Vì thầu khổ hình, ông ta la hét giống như một con heo và bò lê ở trong nhà suốt cả 7 ngày qua. Hôm nay mới là ngày ông bỏ xác đọa sanh vào địa ngục A Tỳ. Chư Tăng mới bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái ông già Chùn Đá này lúc sống đã chịu cái quả khổ như thế, mà chết rồi phải đọa sanh vào khổ cảnh ác nghiệp nữa hay sao? Đức Phật đáp: Đúng vậy, này các vị kheo, kẻ nào mà dễ vui mà còn tại gia hay là đã xuất gia thì cũng đều phải chịu khổ trong hai cảnh giới giống như nhau. Và Đức Phật ngài đã nói lên câu Phật ngôn số 15. Câu Phật ngôn số 15 chúng ta đưa lên ha: Itaso chasso chiti ba bakari upayat Thasso chattiso so chattiso vihan yatidit soa kam makilit tamat
tán nô đầu đời sau sầu, kẻ hai đời sầu, người ấy sầu ưu não, thấy nghiệp quế mình làm. Và lấy cái câu Phật ngôn này khi mà chấm dứt thì có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Và khi đại chúng nghe câu Phật ngôn này cũng được hưởng được rất là nhiều điều lợi ích. Và duyên sự câu Phật ngôn số 15 nói lên một trường kỳ nghiệp, tức là một việc làm mà kéo dài suốt 55 năm. Và cái trường kỳ nghiệp này nó cho chúng ta một cái quả báo nhãn tiền, giết lợn nuôi mình với vợ con, 55 năm chẳng nghiệp vuông tròn, một cơn nóng sản mơ thành thủ, 7 bữa thiên la tưởng bị đòn, còn lửa A Tỳ cao ngất núi, tội ông Đồ Tể lớn tài non, ác lai ác báo mau cùng chậm, sống chết hai nơi khổ vẫn còn. À, như vậy thì qua câu Phật ngôn 15 chúng ta thấy rằng trường kỳ nghiệp là một cái nghiệp mà nó kéo dài, để rồi chúng ta cũng bị quả báo nhãn tiền ha. Vậy thì đừng có khi dễ từng giọt nước, nghĩ rằng chỉ một cái giọt nước thì nhỏ nhỏ gì, nhưng mà cái lu nó đầy tràn cũng do một giọt nước mà thôi. Đó đây lác đác đầu cành, hãy tìm từng đóa cái thành tràng hoa, chúng sanh trong cõi Sa Bà, việc lành thu góp cái tòa thiện tâm. Mà cái tòa thiện tâm này được thành tựu cũng do từng giọt nước, cũng do từng đóa hoa mà nó sâu, nó kết thành một cái chuỗi hoa xinh đẹp. Rồi, với câu Phật ngôn số 15 còn thời gian để cho quý vị thảo luận. Quý vị thấy câu Phật ngôn 15 có ý nghĩa thế nào? Hôm nay chúng ta vui thì ngày mai chúng ta cũng vui, hôm nay chúng ta khổ thì ngày mai chúng ta cũng khổ. Rồi, mời Sức Game. Alo. Con xin kính chào sư Chí Đức, các tăng khác, các vị sư khác có lên con cũng quên chắc nữa, con xin lỗi nha. Các cô tu nữ và quý vị Phật tử, bài này con muốn nói, tại con nhắc lại, con không biết thời Đức Phật cái ông Trung Đá này cũng ác dễ sợ, ai mà nghĩ ra cái chuyện mà theo nó đập cho bầm mình ra, còn dễ nó nghe ghê rợn quá, nhìn thấy chưa, nhìn thấy nghe thôi là muốn ói rồi. Còn có nghe có một số người mà lên hỏi mấy ông sư hồi con bên Bắc Tông á, con nghe đó, thì có cái bà làm thịt dê đó sư, con không ăn thịt dê bao giờ hết, mặc dầu ở mấy người mướn nhà của má con đó, có những người Chà Châu Giang họ đậu múc liên đó sư, tới cái ngày lễ mà gọi mà lễ nó đi tới Mecca đó, Mecca đó là chỗ đó, cả đời của nó phải đi lại bên Ả Rập Saudi á, ngay chỗ đó có một cục đá đen, cả đời của đạo cái Phật tử mà đạo Múc Liên á, nó phải lợi một lần chỗ đó để nó đảnh lễ cái cục đá đen đó, nó nói từ trên đời trên trời rơi xuống thì bao nhiêu tội lỗi của nó sẽ rửa sạch hết. Thì con nhắc thì thôi chứ con không nói tới, nhưng mà cái ngày lễ này á, thì cả ngày chúng nó đều không, mấy người theo cái đạo mà Múc Liên đó họ không có ăn, họ gọi ăn chay, nhưng thật không ăn chay mà lại là ăn kiêng, tức là khi mà mặt trời sụp xuống đó, mặt trời không còn nữa thì nó bắt đầu ăn, nó không được ăn mà cũng không được uống, nó cả ngày cũng thấy nó ngồi đó ăn uống cũng lắm, nếu con nít thì cũng phải làm giống vậy, con thấy tụi nó thấy tụi con ăn đó nó cũng thèm lắm, nhưng mà nó sợ tội, nó đợi tới khi mặt trời mọc rồi nó mới ăn. Thì thường nó ăn thì nó làm thịt dê nó ăn, thì con cái thịt dê này thì giờ nó làm thịt dê, nó ăn thịt dê với thịt bò, nó không ăn thịt heo, nhưng mà thịt dê bò nó ăn phải cắt cổ đi, chảy máu rồi hết thì nó mới ăn, chứ không phải như bên Mỹ chích thuốc hay làm gì cho nó chết vậy ha. Đó thì có một bà chuyên bán thịt dê, bà là người Việt Nam, thì con nghe hỏi ở trong mà
YouTube hay đâu á, thì nói trong kinh hay là cái CD mà con nghe đó lâu rồi, lúc mà con qua Mỹ á, thì cái bà này bà làm nghề bán thịt dê, giết dê, làm thịt dê, mà bà muốn con dê nó hôi, con không ăn thịt dê bao giờ thì nó cũng không biết ra làm sao nữa, là bà đánh con dê này nó mềm mình, nó đổ mồ hôi làm sao đó cho nó bớt hôi, rồi bà mới giết nó, rồi bà mới bán thịt dê. Thì bà quýnh làm sao, bà quýnh cho nó mềm mình, cho nó đổ mồ hôi làm sao, con nghe con cũng sợ lắm. Thì lúc bà gần chết đó, thì bà bị nhiều thứ, bà đau đớn như vậy, thì cái quá hiện tiền. Thì con chỉ nghe kể vậy thôi, nhưng mà chuyện sự thật mà con biết được, mà có báo chí mà đăng lên, đó là cái bà từ, đó là bà hoàng hậu, bà hoàng thái hậu của đời nhà Thanh cuối cùng. Cuối cùng thật ra sau đó con cháu cũng bà có nhiều đời lên nữa, nhưng quyền hành bà đều nắm hết. Bà có một loại ăn rất là ác độc, con khỉ á, bà đòi ăn ốc khỉ. Tại thì bà nghĩ rằng muốn ăn ốc khỉ thì con người bà thông minh hơn. Con khỉ bị nhốt trong cái chuồng, đầu nó cứng lại thì cưa cái ốc nó ra, rồi nó có nồi nước sôi để trước mà móc cái ốc của nó để con khỉ vẫn còn sống. Nghe thấy mà ớn. Mấy cái ông mà quan thần của mấy ông như là mấy nhà ngoại giao của anh nó qua ăn thấy ớn quá, không dám ăn. Rồi bà còn có món ăn độc đáo, bà ăn chuột á, bà nuôi chuột á, chuột bạch á, 7 đời bà không cho nó ăn xăm thôi. Khi tới đời thứ 7 con chuột nó hoàn toàn nó được bổ dưỡng ăn xăm, bà bổ vô cùng. Cái bà này không biết bà chỉ cho bà cái kiểu ăn thấy ghê quá. Nhưng sau này á, ở Việt Nam sau thời Việt Cộng vô đó, thì năm 80 làm sao đó, thì có cái phong trào cũng ăn ốc khỉ giống như cái bà này vậy đó. Trời ơi, con nghe nói người ta chửi quá trời. Nhưng một thời gian sau đó thì cái việc ăn khỉ này không còn nữa. Con có một người làm á, nó vô trong tiệm phở của con nó làm, nó mới ở Việt Nam nó qua mười mấy năm rồi, con không nhớ rõ. Thì nó có kể rằng, con mới hỏi nó chứ mày có thấy bệnh cái nhà hàng nó khỉ ăn ốc khỉ như thế nào. Nó nói có ghê lắm chị ơi, mà chị biết mấy con khỉ nó khi mà nó biết nó bị ra đó, nó ngồi nó khóc, nó ngồi trong đó nó khóc, nó bị giết chết nó ngồi nó khóc. Con nghe cái thằng đó kể giải trí. Rồi cái vụ cái bà từ thái hậu này, bà ăn ốc khỉ, sẵn chuyện này thì con kể cho con cho nghe vậy thôi. Thì con thấy cái chuyện này á, thì Đức Phật lúc nào cũng nói cái nghiệp của chúng ta tạo về nghiệp thiện hay nghiệp ác nó cũng đều từ ba cửa: thân, lời và ý. Thì cái ông này, cái thân ông làm ác, ông chuông đá nè, ý ông nghĩ những điều giống vậy mà không ai nghĩ ra. Con vật nó còn sống, ông chắc ông nghĩ rằng con vật này là không phải sinh mạng, không có sự đớn, không có biết đau gì hết, chỉ làm một việc để ông làm cho ăn cho ngon rồi theo ý thích của ông. Cũng như con nhớ trong thời Đức Phật có một ông á, ổng muốn ăn thịt bò đó, thì ổng cắt cái lưỡi con bò đang sống đó, thì con bò đó dậy chết, chứ khi dậy chết nó cũng đau đớn. Thì ổng ăn cái miếng thịt, cái lưỡi bò đó, thì ổng bị độc, ổng chết liền lập tức. Cái quả báo của cái người mà ý nghĩ ác rồi thực hiện những điều ác đó, trời ơi thiệt, nó dễ sợ lắm. Con nghe ngài Mi Lăng Đá đó ngày xin nó giá đó giải thích mà lửa đó, rồi lửa ngục nó nóng dễ sợ lắm. Có một câu chuyện mà con coi trong kinh Pháp Cú, ngài Maha Mukkala đó, ngài đi xuống địa ngục, ngài cầm một cục lửa địa ngục dưới, ngài bỏ vô mình á, ngài đi lên cõi trời đó, mấy chư thiên đứng xa xa hết trơn không dám đứng nhằn ngài, mới hỏi rằng tại sao vậy. Thì nói ngài nóng quá con đứng, mấy chư thiên trả lời chứ ngài nóng quá con dám đứng gần ngài. Thì ngài mới nhớ lại là ngài có lấy cục địa ngục, cái cục lửa, ngài nói nếu mà ngài dục xuống á, nguyên cái quả địa chậu đây thì nó bị hạn hán chết hết, ngài phải đi xuống lại địa ngục để trả lại cái cục lửa đó. Rồi cái ông này ông bị trong 7 ngày còn đỡ á, 7 ngày rồi ông xuống, tức là cái cõi cái này chắc 7 ngày ông la hét, ông ăn, ổng không ăn uống gì được, ổng mới chết. Chứ thật ra nếu mà ổng còn sống, ổng ăn được thì ổng cũng có sức, ổng bị nữa. Rồi ổng chui xuống địa ngục vô gián nữa, còn khổ nữa.
trời ơi, địa ngục vô bị đâm trong chảo dầu rồi chết, chết cái quá sanh lại cũng giống vậy, cũng bị vậy liên tục không dứt một giây phút nào hết. Con nghĩ tới mà con ớn dễ sợ luôn vậy đó. Bởi vậy làm nghĩ ác làm ác, rồi thân làm ác, không muốn làm ác, đừng ác nữa. Cho dù ăn nhiều con gà ác nó cũng không hết tội nữa. Con chỉ nói lên chút xíu vậy thôi, cũng gần hết giờ rồi, con nhiều chuyện mở nhọn hả sư hả? Thôi con chấm dứt đi để cho sư mời người khác đi. Con chỉ kể nhiêu đó thôi, chứ câu chuyện này cũng đơn giản thôi. Khuyên chẳng nên làm ác, về thân và lời ý thì tốt nhất đó. Đợi con xin nhận máy lên nha. Sa thủ sức kiệm. Còn 3 phút nữa sự trình bày của Sĩ Kim cho chúng ta thấy sanh làm thú, đọa vào khổ cảnh, thấy chịu nhiều cái quả khổ đau ha. Đây là một con heo hay là con lợn, mà cái chết của nó chúng ta thấy qua cái xảo thuật, qua cái tay nghề của ông đồ tể này ha. Trước khi chết bắt trói thú ké lại, rồi nấu nước sôi, cạy miệng ra, đổ nước sôi vào trong cái bụng của con heo, để khi nào mà coi như nước sôi đó mà nó đẩy tất cả những cái đồ dơ trong bụng, trong ruột của nó ra mà nó trong veo á, thì khi đó thôi không có tra tấn nữa, không cho uống nữa. Nghĩ rằng cái ruột hơi heo đã sạch rồi, khỏi cần xúc, khỏi cần rửa gì nữa, có thể ruột heo đó làm dồi hay là cái gì đó, mình khỏi cần phải cạo rửa. Rồi nước sôi đó trước khi mà rưới lên mình con heo, tức là dùng cái cây vuông đập cho nó thịt nó nở ra, thịt cho nó nở ra, nó bầm, nó nở ra cho nó nặng ký, rồi đổ nước sôi lên cạo lông. Quý vị thấy khi giết một con heo, hành hạ nó đủ điều, miễn sao con heo đó nó nặng ký, tức là có giá nhiều hơn, có tiền nhiều hơn. Riêng một con heo đã là như vậy, còn qua những cái con khác như con dê cũng phải đập đánh nó cho nó đổ mồ hôi, cho nó ra bớt cái chất dơ như Sĩ Kim trình bày. Rồi còn ví dụ như con khỉ ăn cái ốc của nó, khi con khỉ còn đang sống, chúng ta thấy cái loài súc sinh khi sinh làm loài thú, chúng ta phải trả nhiều cái ác nghiệp. Mà cái đời sống của loài thú thì quý vị thấy rất là khổ. Chính vì như vậy mà đã tạo nên những cái ác nghiệp, để rồi đọa vào thì phải trả quả. Theo cách hành hạ của ông chùn đá thì quý vị thấy rằng bài học ngày hôm nay cho chúng ta một cái kết quả. Dù mình làm việc ác, nhưng mà làm kéo dài suốt 55 năm trời, để rồi nó thành ra một cái trường kỳ nghiệp mà quả báo nhãn tiền. Như trường hợp câu Phật ngôn số 15. Và với câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng không nên khi dễ những cái điều ác, và cho đó rằng một cái việc nhỏ, nhưng mà việc nhỏ mà chúng ta làm thường xuyên thì cũng thành ra việc lớn. Thì qua câu chuyện này là một bài học để thức tỉnh, để nhắc nhở chúng ta trường kỳ nghiệp cũng quan trọng lắm. Và chúng ta tích tụ để tạo những cái thiện nghiệp, dù đó là một dụng đi nữa, mà chúng ta làm thường xuyên, thì câu Phật ngôn số 16 sẽ cho chúng ta một cái kết quả trái ngược lại với câu Phật ngôn số 15. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hồi thị chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn tính chúng.
Phụ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là Sa Chà Quá Chê Na Sô Thiều Vố Phô Tù Sa Bà Đà. Do lời chân thật này, tín nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội hiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sáng.